Nhất này thì cầu thủ bên phía FSD họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh quý các bạn với trang phục áo xanh quân xanh. Ở Việt Nam Final họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải với trang phục áo đỏ quân đỏ. Bóng ngắn rất nhiều. Họ không phụ thuộc vào những tình huống phất bóng dài hướng lên phía trên. Tình huống cầu Âu. Đây sẽ được lên bóng dành cho áo đỏ. Cơ ơi! Vẫn còn. Chưa vào. Đây sẽ được lên bóng dành cho cầu thủ áo xanh. Lại là cú sút xa nữa. Cầu thủ bên phía FSD đang thực hiện rất nhiều tiếng sút xa. Phối hợp ăn bật bóng ngắn để tiến tới khung thành. Đó là lối chơi của Việt Nam Final. Còn FSD đó là những cú sút xa trái phá. Lên bóng dành cho áo đỏ. Vẫn là số 10 Thanh Hải. Trụ rất khỏe và đây là cơ hội. Xoay sở quay rồi và bàn thắng đã đến. Một pha thoát đi rất đầy của số 7. Và bàn thắng 1-0 đã đến cho Việt Nam Final. Ngay khi cầu thủ bên phía FSD có cho mình những cơ hội đầu tiên. Sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi và đất rồi. Quá chấp nhoáng. Bàn thắng đã đến dành cho cầu thủ áo đỏ, cầu thủ Việt Nam Final. Khi mà mọi người còn chưa để ý thì đó là một tiếng băng cắt của cầu thủ bên phía Việt Nam Final. Và 2-0 nghiêng về với áo đỏ. Rất nhiều những đường truyền hướng lên phía trên được cái đó tạo ra. Vẫn còn. Cầu thủ dự bị của mình vào trong hiệp thi đấu thứ hai này. Đó cũng là lý do một phần khiến cầu thủ FSD đang có nhiều cơ hội lên bóng hơn. Không thể qua đến hai cầu thủ áo đỏ. Nhưng vẫn là cầu thủ bên phía FSD. Sút ra. Chúng ta vẫn chưa thể thấy được những tình huống đường tấn công của mình khi cầu thủ bên phía FSD có vẻ như đã quyết tâm hơn. Pha phối hợp của Việt Nam Final. Một đường truyền vào bên trong, bóng vẫn còn. Rất hay. Một pha nhả bóng có ý đồ đến số 8 Ngọc Lưu. Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh. Không thành công. Và đây sẽ là cơ hội đối mặt với thủ môn. Chưa có bàn thắng. Quá khó hiểu trong tình huống vừa rồi. Vẫn là số 7. Bóng lập bập. Sút bóng. Cú sút bằng chân trái rất căng. Thứ cao thủ bên phía FSD còn thiếu bây giờ đó chỉ là bật. Cầu thủ bên phía Việt Nam Final. Cơ hội vẫn chưa thể tận dụng được. Bàn thắng trong hiệp thứ hai này vẫn chưa thể tìm đến với cả hai đội. Pha di chuyển rất ngay của số 84. Đó là quyết thắng.
Lên bóng dành cho đỏ. Tiểu Huấn chọc xuống rất đai và đây rồi, bàn thắng phải đến rồi. 3-0 nghiêng về với cao thủ bên phía Việt Nam Finance. Và số 17 Quốc Hiếu là người đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Góc sẽ thuộc về với cao thủ Việt Nam Finance. Và như vậy tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài đã vang lên. 3-0 thuộc về Việt Nam Finance. Và xin chúc mừng cao thủ áo đỏ đã có chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu lần sau.